Xin chào mọi người đang xem trên kênh Tiền TV Cuộc Sống Hàn Quốc Korea của Tiền mọi người ha. Mọi người hôm nay Tiền có lộc ăn rồi mọi người. Hôm nay nhà của bác cái bên nó có cho Tiền một gỗ trái đào mọi người. Hôm nay là Tiền sẽ ăn đào. Và trước khi ăn đào thì Tiền sẽ sẵn dịp Tiền ra ngoài cái chậu Tiền trồng dâu nè mọi người. Nó có mấy trái nè. Tiền hái vô mình ăn chung luôn. Nè chậu dâu Tiền trồng được mấy trái nó lên hổng gài ăn lai gai rồi mọi người. Đây nó còn trái chín nè. Rồi. Ba phía bên đây nữa. Thấy cũng được mấy trái nữa nè. Đó. Trái này nó chín lâu quá nó hư thối luôn rồi, mình bỏ đi. Mấy cái lá vàng mình hái bỏ. Đây mấy cái dâu con bữa hổm cái trái dâu Tiền nhét xuống này nó lên cây nè mọi người. Rồi hái được hai trái và bây giờ thì Tiền sẽ đi vào mình lấy đào ra ăn, mời mọi người theo Tiền ha. Đây là hai gỗ đào của hàng xóm ta cho nè mọi người, hôm nay có lộc ăn đào nè. Bây giờ Tiền sẽ bưng hai cái gỗ đào này ra ngoài cái gốc cây ngoài phía ngoài đó cho có bóng mát mà mình ngồi mình ăn ha mọi người. Đây, mình sẽ ra đây mình ngồi mình ăn nguyên một gỗ đào luôn, đây gỗ nữa nè mọi người. Thì đào hôm nay Tiền ăn là nó có hai loại mọi người. Ở thím kế bên nhà người ta cho cái loại đào này là đào lông vàng, còn đào này là đào lông trắng nè mọi người. Mọi người xem nó có hai màu khác nhau á. Cái màu này á, thì nó thường thường trắng trắng, còn phía bên đây là nó vàng á. Hai loại. Bây giờ Tiền sẽ mình sẽ cắt ra chung một gỗ đi rồi mình sẽ ăn ha. Hôm nay có lộc ăn đào nè mọi người. Đào. Đó. Mọi người xem. Hai loại nhìn thấy hai cái màu nó khác khác ha. Cái loại bên đây là nó trắng hồng, bên đây thì nó vàng hồng đó. Rồi bây giờ thì Tiền sẽ gọt đào mình chấm muối ăn mọi người, muối Tây Ninh đó. Thì lúc nãy Tiền hái hai cái trái dâu hai trái dâu ngoài gãy nè, thì Tiền sẽ chấm ăn nè, dâu chấm muối. Ngọt ngay nè mọi người. Thì ăn hai trái dâu trước. Bây giờ mình ăn cái loại đào hồng này trước đi ha. Trái này to nè, để Tiền sẽ cắt cái trái này ra. Thôi để Tiền đi vào Tiền kiếm cái ghế ngồi cho mọi người, để ngồi chậm hởm nó hơi mỏi giò quá. Đây là cái ghế nè đó. Rồi mình ngồi. Cái lông đào này á, mình ăn mình phải rửa để nó có cái lông nó nhám nhám á. Nè mọi người xem nè, nhìn ngon ghê chưa đó. Tiền mời mọi người ăn đào với Tiền ha. Đào chấm muối á mọi người. Kéo cái ghế gần nè. Đào chấm muối. Đào mới hái xuống còn giòn nữa mọi người, giòn thấy luôn á. Mọi người xem. Cái này là đào vàng, cũng này là hồng, đào trắng nè mọi người. Hai cái màu nó khác nhau hoàn toàn luôn. Nhưng mà Tiền thì Tiền thích ăn cái màu hồng này, cái đào hồng này hơn. Cái đào vàng này nó hơi có vị nhẵn một xíu. Mình chấm muối Tây Ninh, muối tôm ăn tiếp ha. Mình để lại.
Bây giờ thì Tiền sẽ gọt thử trái đào, đào vàng. Cái ruột ở trong nó vàng, nó vàng, nó khác biệt với cái màu này ha. Cái màu đào này nó trắng, còn cái màu đào này nó vàng nè. Hai loại khác nhau hoàn toàn. Ở phía bên trong nó vàng như vậy nè, nó nhìn cái màu đẹp tươi ghê chưa. Mình ăn thử ha. Nó giòn khấy, nó giòn mà nó ngon quá ngon rồi, có vị ngọt đậm á. Thường thường đào mà thì mua ở siêu thị về ăn nó không có cái vị ngọt như gì đâu, tại vì ở siêu thị á, bán á, người ta xịt phân xịt thuốc ở vườn á, rồi người ta giao chuyển là siêu thị đó, nó qua mấy ngày rồi, qua trung gian rồi, cho nên là đào nó không có tươi, nó không có ngon. Còn đào này là người ta mới hái thì người ta đem lại cho mình luôn á. Giòn khấy luôn. Đào trắng hồng, đào vàng hồng, đào nào cũng ngon hết. Nhưng mà Tiền thích ăn cái đào màu trắng này hơn, đào trắng hồng quá ngon rồi. Nó chọn ăn, ăn vào này họ vô khỏi ăn cơm chưa mọi người. Mình ăn thử lại cái đào trắng hồng này. Bây giờ thì Tiền lựa trái nào đẹp đẹp một chút đặng Tiền cắt luôn nguyên cái vỏ ăn thử đó mọi người. Ăn cái vỏ tự nhiên không có sao hết, rửa sạch lông hết rồi. Có vỏ ăn nó hơi sảm hơn một xíu. Đúng là trái cây ăn là phải gọt vỏ. Cái hộp nó nè, đào mình lột vỏ, mình gọt vỏ ăn nó mới ngon á mọi người. Ăn có vỏ nó hơi sảm xíu. Gọi đây thì gọt thử cái đào, đào vàng này mình ăn có vỏ. Đào này thường là đào ta trong nhà không có xịt phân xịt thuốc gì á, cho nên là ăn an tâm. Còn đào mình mua ở siêu thị là người ta đã có dùng qua thuốc rồi á. Còn vỏ lột vỏ, còn cái này là đào hồng, lột vỏ là chưa lột vỏ. Cái nào cũng giòn ngon hết, cái nào cũng đều là mớ hái đem về ăn giòn khấy luôn. Chuồng bò của nhà mình á có trồng mấy cây đào, đào lông trắng gì nè, mà nó chưa có trái to mọi người, trái nó còn nhỏ xíu nên là chưa có ăn được á. Cái cây này của người ta trồng sao mà nó lên trái ra trái sớm nè. Trái này có sầu, làm như nãy giờ tìm thấy ở bên đào vàng này nó có sâu nhiều nè mọi người. Nè, có sâu. Còn ở bên đào hồng, đào trắng này nó không có sâu. Thấy trái nào cũng rất là đẹp luôn, nó không có sâu. Trái này to, thiệt là to luôn.
ăn nãy giờ. Chắc tiền ăn mấy cái trái đào này vô chắc tiền khỏi ăn cơm trưa thiệt. Chấm muối tây, muối tây ninh, muối tôm, muối hôm, muối thôi bị sặc tại vì đào này có nước á. Cái cồn người biết Tuyền đang ngồi ở đâu không? Tuyền ngồi đang ngồi kế bên cái gốc cây dâu tằm đó. Đây để Tuyền quay cái cây dâu tằm cho mọi người xem ha. Nè cái cây dâu tằm nè. Hôm bữa Tuyền hái nó đó. Bữa nay nó hết trái rồi, nó bị hư trái hết rồi mọi người. Đó. Quay qua anh đây thì cái gãy tiền trồng thì hay ra hái nè. Đó. Cây dâu tằm nay nó rụi, nó bị hư, nó bị béo rọt hết rồi. Rồi đây tiền đang ngồi ở đây tiền ăn nè mọi người. Tiền ngồi dưới gốc cây dâu tằm ăn. Quá trời ngồi ăn mặn. Ủa lộn, ăn đào mà mấy con quả nó kêu quá xá, nó kêu. Quả nó kêu nó đậu lên ngọng như nè. Ở bên Việt Nam mình á, thường thường kiếm một hai con quả rồi. Thường thường á, có một hai con quả là dữ lắm rồi, nó lợi nó kêu là thấy sợ rồi. Ở bên đây quả nó đi theo đàn, đi tới đầu là đàn nó sợ luôn mọi người. Nhất là mấy con quả. Quá chàng no mọi người. Quá chèn nãy giờ ăn có mấy trái đào mà nó no rồi mọi người. Mọi người thì bây giờ thì thôi chèn xin tạm dừng video tại đây ha. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.